Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel mình Coi Thứ 97. Xin chào tất cả mọi người. Đây không phải là một clip săn câu lơ, mà đây hôm nay thì thực sự là câu lơ vắng tanh à. Hôm nay thì mình thực sự qua đây đó là một clip mà chỉ cho mọi người cái cách tính laser. Thì anh em cực kỳ hài lòng với clip đó và anh em khen rất là nhiều. Đó là anh cứ hay làm những clip chỉ cho anh em như thế này. Ok, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách tính chỉ số của trái đất và chỉ số của xây ra, cách quả cầu inh khi. Nói về quả cầu inh khi của trái đất ấy, thì anh em muốn tính thì anh em nhân 3 lên, lấy số sức đánh của mình có được 192.094. Ví dụ như mình hiện tại là sức đánh của mình nhá. Bây giờ sức đánh của mình sẽ là 192.094. Mình sẽ lấy số này nhân với lại 3, mình sẽ quả cầu inh khi được 5.762. Ok anh em, 5.762. Bây giờ nếu như mình quả cầu inh khi vào người sẽ được 5.762. Còn mình quả cầu inh khi vào quái bên câu lơ á, ví dụ như quái bên câu lơ càng mạnh thì mình quả cầu inh khi càng đau. Thí dụ bây giờ quái câu lơ 62 triệu nha, mình quả cầu inh khi tầm 10 triệu đến 12 triệu cho anh em xem. Giờ mình sẽ quả cầu inh khi cú 12 triệu cho anh em xem này. Riêng trái đất bên, nếu như anh em ở bên câu lơ càng cao anh em quả cầu inh khi càng mạnh. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em coi nha. Thì 61 triệu mình quả cầu phát còn tầm 50 triệu này, còn tầm 48 triệu, còn tầm 48 triệu mình quả cầu cho anh em xem. 49 triệu, thấy chưa? Đấy, quả cầu inh khi cực kỳ mạnh nếu như trái đất ở bên câu lơ. Nhưng mà đảm bảo là con câu lơ HP càng cao thì quả cầu inh khi càng đau nha anh em. HP càng cao quả cầu inh khi càng đau đấy. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em như vậy đấy. Đó là quả cầu inh khi vào boss thì mình sẽ tính nhân 2. Quả cầu inh khi vào ví dụ bây giờ mình ác của mình là 100 sức đánh, 100 sức đánh mà anh em chưa có đệ tử đi, vậy thì anh em sẽ trưởng, anh em sẽ quả cầu inh khi vào trong con super bao nhiêu HP. Như vậy thì anh em 100 sức đánh, thí dụ 100 sức đánh nha. Anh em có 100 sức đánh. Vậy thì anh em quả cầu inh khi vào super được bao nhiêu thì anh em sẽ lấy 100 sức đánh đó nhân với 3. Anh em sẽ quả cầu inh khi vào super được 300 HP, 300 máu nha, 300 á, chứ không phải 300.000, 300 máu. Ok anh em. Thì anh em 1k sức đánh. Như vậy là trung bình 1k sức đánh anh em nhân 3 lên sẽ anh em sẽ trưởng được 3.000. Đó ok. Vậy thì mình 1k sức đánh, mình xin lỗi. 1k sức đánh anh em với nhân lên với lại 3.000 sẽ trưởng được 30.000. Ok. Đấy, 1k sức đánh này. Anh em lại nhân 3 này. Anh em nhân 3 này, 1k sức đánh anh em nhân 3 này. Oh my god, từ từ đã, sẽ được 30.000. Đấy, 1k sức đánh anh em sẽ trưởng được 30.000. Đấy ok. 1k sức đánh anh em sẽ trưởng được 30.000. Vậy 100k sức đánh, 100k sức đánh anh em nhân 3 lên sẽ trưởng được 30.000. Anh em cứ thêm một số 0 vào sau, nhân xong thêm một số 0 vào sau, anh em sẽ trưởng được 3 triệu tầm đó. Ok anh em. À mình xin lỗi. À mãi câu lơ tính loạn quá. Ok anh em, từ từ chỉ cho anh em tính loạn luôn rồi, loạn luôn rồi. Nói chung là trái đất là lấy sức đánh nhân 3 đó anh em. Còn bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em bên ấy nhá. Bên xây ra của mình ăn bổ huyết vào là 9.4 triệu đúng không? Mình huyết sáo lên là nổ boss sẽ được 9.4 triệu. Ok, bây giờ mình sẽ huyết sáo lên nhá. Đó, mình sẽ huyết sáo lên và nổ boss sẽ được 9.4 triệu HP gốc của mình. Không tính tỷ huyết sáo lên là 18.9 triệu và mình nổ này, mình nổ nhá. Câu lơ còn 99 triệu nhá, mình sẽ nổ một cú này. Ok, mình sẽ nổ một cú mất là 8.9 triệu HP của câu lơ. Là câu lơ còn khoảng 89 triệu đấy, thấy chưa anh em, chuẩn chưa? Ok, như vậy là anh em cứ lấy cái HP của mình huyết sáo lên và cái HP gốc của mình á, anh em huyệt sáo lên, huyệt sáo 7 nhá, anh em nổ một phát là bằng cái HP gốc của mình luôn. Ok, như vậy cái nói chung là tính bằng 50%, đúng, xây ra tính 50%, còn nổ người tính 100%. Mình xin nhắc lại là xây ra nổ thì tính 50%, còn nổ người tính 100%. Bây giờ mình sẽ về mình test lại nhá, mình sẽ về lấy nổ cái đã. Nói chung không có ai tranh giành cả đấy. Ok, thì bây giờ nói chung là quả cầu kinh khi thì nhân 3 lên, anh em lấy số sức đánh của anh em nhân 3 lên, quả cầu inh khi được bằng đó. Không tính bot nha anh em, tính bot, bot câu lơ không tính. Anh em cứ tính mấy con bot thường á, hoặc là super hoặc là PK với người đó. Chứ tính vô quái câu lơ thì không có được. Ok, tại do quái câu lơ là quái càng cao thì trái đất quả cầu inh khi càng mạnh, nên là anh em thông cảm. Đấy, cái đó là không nằm trong tầm kiểm soát của mình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nhá, mình 9.4 triệu HP, mình huyệt sáo lên phát, mình nổ 9.4 triệu HP. Ok anh em. Còn arc này mình sẽ quả cầu kinh khi một phát là bây giờ bot câu lơ tầm, bot câu lơ không biết, mình không biết bao nhiêu HP rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại. Đấy, hôm nay clip hôm nay khá là rối luôn. Đấy, câu lơ còn 95 triệu nha anh em. Câu lơ còn 95 triệu, mình sẽ nổ một cái, mình biến khỉ lên là được thêm 1 triệu HP nha anh em. Anh em biến khỉ lên là nổ sẽ được cộng thêm 1 triệu HP vào cú nổ của mình. Đấy, như vậy là mình thường thường là mình nổ 9.4 triệu và mình huyệt sáo lên mình nổ sẽ là 9.4 triệu.
Và bây giờ câu lơ còn là tầm 87 triệu nha, mình nổ sẽ còn như vậy là mình nổ được 9 triệu tư thì mình nổ cả khỉ nữa. Được thêm 1 triệu mình nổ sẽ 10 triệu tư. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem này. 10 triệu tư nhá, còn tầm 70 60 mấy triệu này. Đó, 68 triệu thấy chưa? Ok, mình nổ đúng 10 triệu tư luôn đấy. Đó, quá chuẩn luôn. Đấy thì anh em cứ lấy HP của mình chia 2 thôi, huyết 6 lên, huyết 7 nhá. Lấy huyết 7 lên xong chia 2 là xong. Ok me. Thế thôi. Xây ra thì đơn giản, còn nếu như anh em nổ vào người, thí dụ một thằng ngọc rồng sao đen phù 20 triệu mà anh em huyết 6 lên 20 triệu thì anh em nổ vẫn chết. Đó ok. Huyết 6 mà nổ vào quái thì nó tính 50%, mà huyết 6 nổ vào người thì nó tính 100%. Thí dụ câu lơ, anh em câu lơ anh em 9 triệu tư HP, anh em huyết 6 7 lên là thành 18 triệu 8 thì anh em nổ một phát vẫn 9 triệu tư. Nhưng mà anh em nổ vào người 9 triệu tư HP mà anh em huyết 6 18 triệu 8 thì anh em nổ vào người vẫn 18 triệu 8, tức là nó vẫn tính huyết 6. Đó là huyết 6 7 nha, mình tính huyết 6 7 nha. Ok, nói chung là tính vào người là nó tính 100%, còn tính vào bên trong quái thì nó chỉ tính 50% thôi đấy, anh em thấy rồi đấy. Và bây giờ anh em có thể thấy được con câu lơ còn 43 triệu HP, 42 triệu HP và QOBO đã sẵn sàng. Mình xin nhắc lại, trái đất mình chưa biết lắm, nhưng mà anh em cứ lấy sức đánh nó nhân 3 lên là nó ra được. Ví dụ như mình đó là quả cầu khi mình là 5 triệu mấy á, 6 triệu á, gần 5 triệu 7 á. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem nhá. Ok, bây giờ nhá. Từ từ mình ăn. Ăn này, ăn này, dịch này. Kame này. Ồ 4 triệu mấy, thằng nó ăn đấy. Vinh béo không có đồ anh em. Ok, bây giờ mình sẽ thách đấu với lại DZN 1ST thử nhá. Rồi nè, thách đấu này. Nói chung xây ra anh em biết tính rồi gì. Ok, thì bây giờ mình sẽ trái đất đấy. Bây giờ nha, bây giờ mình sẽ quả cống khi một cái thử coi bao nhiêu HP. Đấy, bây giờ anh em sẽ lấy cái số 192k sức đánh của mình. Để ok, bây giờ mình sẽ lấy 192k 0094 của mình nhân với lại 3. Ok, như vậy là mình sẽ quả cống khi được 5.762. Ok, như vậy là bây giờ là năm mình sẽ quả cống khi được 5.762. Bây giờ HP của DZN1ST là 9 triệu. Ok, bây giờ mình sẽ test thử 9 triệu 4 đi. 9 triệu 4 đi, ok. Tính chung đi, trừ với lại 5 triệu 7 đi. Đấy, ok. Là sẽ bằng được. Còn 3 triệu 7 mình nổ, mình quả cống khi một cú còn 3 triệu 7, anh em thử xem nha. Có đúng như vậy không nha. Ok, bây giờ này. Ok, nếu như quả cống khi còn 3 triệu 7 là đúng nhân 3 lên là chuẩn bài. Còn 3 triệu 7 này, còn 3 triệu 7 này, còn 3 triệu 7 này. Thấy, ơ 4 triệu 3 à? What the fuck, có bị lỗi gì không ta? Có bị lỗi gì không? Có bị lỗi gì không? Đúng là nhân 3, mình nói thật đúng là nhân 3, mình khẳng định một lần nữa. Anh em lấy số sức đánh của trái đất nhân 3 lên, nhưng mình chưa hiểu lắm thực luôn á. Nhưng mà những thằng làm super nó nói là quả khi vào boss thì vào super thì nhân 3, còn quả khi vào những thằng khác thì đếch biết nữa. Nói chung là lúc thế này lúc thế kia, nếu quả khi bên câu lơ thì nó lại như thế này, quả khi bên kia nó lại như thế kia, nói chung hên xui nữa. Tùy lúc nữa, quả khi bên câu lơ mà anh em boss câu lơ 2 mà tầm 100 triệu đi, anh em quả khi ít nhất phải 20 triệu nếu như sức đánh trên 200k. Mình khẳng định là như vậy. Còn quả cầu kinh khi vào quái vào bình thường thì anh em cứ lấy sức đánh nhân 3 lên thử coi. Ok, còn xây ra thì nãy giờ mình giải thích quá rõ rồi đó. Ok anh em, thì nói chung clip này mình chỉ cho anh em cái cách tính. Bữa thì mình tính cách tính laser rồi, quá chuẩn. Cách tính laser mình quá chuẩn luôn. Còn cách tính trái đất của mình thì hôm nay phải nói rằng có sai sót một chút. Còn cái cách tính xây ra thì quá chuẩn bài rồi. Ok anh em, và hy vọng anh em sẽ ủng hộ clip này, mặc dù nó hơi bị lỗi một tí. Con câu lơ đách ai đam luôn, đánh chết cha, đánh chết thằng nôi dẹt, đánh chết thằng nôi dẹt, rớt đồn, đánh chết thằng này đi. Đấy, win đổi 1980 vàng, quá phê. Cuối cùng thì QOBO sau trận thắng này đã hiểu win được DZN1ST. Ok, nói chung là hôm nay mình làm clip vậy thôi, chỉ cho mọi người cái cách tính trái đất, nhưng mà cái cách tính trái đất mình thực sự chưa hiểu lắm. Mình đã hỏi khắp nơi rồi nhưng mà rất ít người hiểu, người ta chỉ kêu là nhân 3 lên, lấy sức đánh nhân 3 lên, tức là cứ một sức đánh là anh em quả cầu khi được 3 tiết. Nói chung là bạc bẽo lắm, tùy quả cầu khi là tùy thôi anh em ạ. Mình thấy quả cầu khi là tùy thôi. Đến cả mình dịch chuyển mà có khi mình dịch chuyển 8 9 triệu mình không hay, mà có khi mình dịch chuyển tới 5 triệu mình cũng không hay, mà 7 triệu mình cũng không hay mà. Đấy, anh em thấy rồi đấy. Nói chung là không thể nào tính được của trái đất được. Tùm lum, nói chung anh em lấy sức đánh nó nhân 3 đi là ra nhá. Ok, còn xây ra mình quá rõ luôn rồi. Ok, nói chung là hẹn gặp lại tất cả mọi người một clip gần nhất. Ok, bye anh em. We'll be right back.